Mấy đồng chí mà Tuấn đang Kiệt, xem em like là á, bác Tuấn Kiệt á. ok em, mấy đồng chí đang đang xem like á, em ở gần cái đập á, ok em. Chợ rượu là dưới Thanh Giang đúng không? Xuống dưới An Vĩnh Giò luôn mà sao không biết được? Mấy đồng chí đang xem like bên top top á, cái góc trái này nó có chữ follow vào đó, giúp cho Huy một follow nha. Anh em nào follow nào kích màn hình tè tim cho Huy. Còn đó là anh em bên top top, còn anh em bên fake á thì giúp cho Huy một like ủng hộ Huy. Anh em bình luận vào cái like Huy dấu chấm than 75 sau đó vào hộp thư tặng sao. Kim treo Huy ơi, bên tay phải á có sao miễn phí thì tặng ủng hộ Huy nhờ. Nó có 75 sao 100 sao miễn phí á. Đó là sao hoàn toàn miễn Đỗ phí do Hoài Huy đã Bão, cho dậy anh cùng em nha. MVP cây 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 cây, mặt cười chảy nước. Cái sao để hoàn toàn miễn phí, anh em kim tre có thì tặng, còn không có thì giúp cho Huy một like một view là cảm ơn mấy đồng chí nhiêu rồi. Cắm ai cắm ngộ kìa, cắm ngộ cắm e da kìa. Ui ừ, cắm mà sao vậy, anh nhiêu tuổi rồi, hơi sinh năm 98 nha. 98 là bao nhiêu, là 24 hay 25? Xem mẹ ai cho voi được, cho voi ngon này. Ủa hơi cũng đới rồi rắc nhờ. Quên đới rồi rắc mất tiêu. Mai anh em chờ hình tới nha. Mai Văn Sử, tem nào chủ quan cây cây. Tem nó chủ quan ấy thì con tu len ác vậy á, tầm con tu len là ác như thế, cuối game mà chỉ cần mà một phe combat mà tem bạn yếu máu thì nó lụm hết thì thôi, chứ lật kèo là chuyện bình thường đâu. Phe đấy mà tôi không nói ông thì ông cũng đai bên cánh trái, ông lui gì rồi, tem bạn chắc pe rồi mà ông lui gì chi nữa, cứ đai đường chứ. Buổi sáng nay gặp cái quái gì mà gặp van hoài ấy trời, Roker Greg. Sáng nay gặp cái con van với cái con rau cơ hơi bị nhiều này mấy đồng chí à. Ui cha ơi, không biết hai con này có được tăng sức mạnh gì không mà sao thấy đánh hoài vậy. Cái đội xông lên hai anh, trời ơi bây giờ vô đánh là hai anh ba anh gì nữa. Ê, chui chui bùa xanh hy kìa thì mít hay mít di chuyền á, vậy là mít nó lên rồng nha, mít bùa xanh thứ virus được tên bạn bùa xanh trước ra đường rồng trước nha, có hút tên mình hồng này cầm voi đẹp này. Chào chào đi virus, chào virus ơi, chào đi lá cái tóc của nó này, rồi ok bye 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 để được rồi, mình đánh mình áp lực vậy thôi, mít tem bạn lên tem mình lót game nha, tem mình có quầy
Làm nhanh vậy. Thôi. Thôi, mắc bùa xanh đâu. Thôi ba bùa xanh đi, ba bùa xanh đi mang chí à. Mẹ mau vô mình đã kéo cái bùa xanh đánh nên nó thoái hay hay vậy trời. Phe đá hy lộ xanh đang đánh thằng tốt này đâm ra nó thấy mẹ mất. Tôi ba rồng nha. Thì người tôi lính này với mid level 4 nào anh công thôi, anh công với mid với tốt. Tôi ông này ba công cho hơi luôn à, ba tôi lính cho hơi luôn à. Thôi khởi động lỡ thì khởi động luôn đi mid ơi. Thằng tốt tay mạng mất ulti nha. Lùi bên lùi bên lùi bên chỗ nói gì rồi trời lạnh khó chịu quá mấy đồng chí à, nó cứ cam nhận sao sao á, không thích mua lạnh xíu nào. Và đặc biệt như mấy người FA như mấy anh em chúng ta nữa rồi thôi nữa, thấy mua lạnh là thấy đáng sợ. Còn mấy đứa mà nó có gấu rồi thôi, nó kêu nó thích mua lạnh bởi vì nó được ôm gấu. Bỏ đi, bỏ đi anh em, bỏ đi, bỏ đi. Công nè, công nè, bỏ quanh cái con bùa xanh của hơi nè. Ba thằng trong này. Ôi trời, chèn ăn cho má thằng này điếm thế, cướp được cướp luôn à. Chỉ có thế giới hòa bình. Cướp được thì cướp luôn không? Đậu xanh tụi nó ra. Có gì bay không có ó thì ôm chậu ôm cấp ấy. Được ông này nói con hay đấy, khó chịu dữ mày, không làm gì được luôn á. Trời ơi coi nó ép nó cứ vô trụ ra đánh thì thơ đéo nào mà chịu nâu vậy. Tao ôm mê lật kèo đem bạn tốt chết. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dung nha. Để đét liền mày, hay thế. Người ta nói lần đào nhằng lâu, lần đào nhằng tốt rồi, lần đào nhằng fan Emily. Cứu người khó hơn thải. Ở cơ farm này không có vấn đề vậy, tầm này mình đánh không lại nghiêm túc luôn. Tụi nó đang tranh hơn team mình mà. Bao nhiêu ke tiền? 2 ke. Ủa ui, bắn nó mang bùa kìa. Nó để xanh đâu mà. Ở game này không được em bùa xanh đâu. Game này thì không được em bùa xanh đâu. À được được được, Mick ơi, Mick. Phải này đánh được, phải này đánh được này. Đánh được, đánh được, đánh được nha, đánh được nha, đánh được nha. À nè, ra nè, bắn đi em, bắn đi em. Ui trời kìa, đủ má nè, thằng chó này. Khó gì vậy? Sao khó vậy, mới sáng chơi game mà khó vậy? Không mang được lưu con nào luôn. Trời ơi sao mà khổ dữ vậy trời, tụi thôi nó cơ cực dữ vậy. Luôn bất tận không ngừng. Sao mấy ông cứ lái ạc cửa loan vô xúa vậy ta, kỳ kỳ lạ nhờ. Tính mấy thằng này hay thích sân si á. Mấy anh em chơi game chưa bao giờ phớ à. Chưa bao giờ biết phớ đâu, lật kèo lại à. Còn phe này chắc có trụ đấy. Cái tâm này thấy thằng nào là chạy đâu, không có nói nhiều. Mình tốt bắt con tây nha. Ai đứng giữa đi em, ai đứng giữa đi. Trần Duy, không cấm grab. Chỉ
Hôm nay mấy ông này định không cấm luôn á. Áp lực đâu có đánh được đâu. Cái này còn tây không? Chơi game mà nhiều khi mấy ông còn tới mức mà cấm mà còn không biết cấm luôn mà. Và đâu lòng. Rồi tôi lên được việc kìa. Rồi ok kìa, tôi lên mình có đồ đó. Làm hết đi, làm hết đi. Đây chậu đi em, đây chậu đi em. Ui xanh nhè, chết mất rồi. Tôi biết cảm nhận cái bùa xanh thứ đi. Đường giữa kìa. Nãy giờ mới cảm nhận được cái con bùa xanh. Đê luôn. Thằng ba này, thấy thằng ba nào, thấy thằng ba nào. Quân tây vô cái đầu đó. Rồi. Thầu xui. Xui em biết rồi. Cái đấy xui chịu chứ giờ biết sao giờ. Ông hay đây á. Cách sớm đi che. Của thủ được chứ đúng không? Cái này dư sức thủ đâu. Chỉ còn con xe thôi, còn con xe thôi mấy ông chí à, có con xe thôi. Còn một tua lính nữa. Trời ơi đại thằng quan chi mà ác dữ bay. Đi lọt khi luôn. Đồ này mùa xanh của Huy đấy. Bốn kè chiến. Adder tên bạn xấu kè anh em. Thôi bỏ được đừng tranh chấp bỏ. Lên anh rồng em ơi, lên anh rồng đây đi. Mau cái tay lẻ cái chân lên nào. Rồi ok có anh rồng. Rồi anh chạy đây. Đường giữa nha, vừa thu công cái à, vừa thu công phải này cái. Ui, trồn giờ bay mèo, con công kìa. Mẹ công á, phút thứ 8 thua luôn. Có công phút thứ 8 thua luôn kìa. Sao sáng nay nó buồn dữ ta. Sáng nay buồn đúng buồn luôn á. Đánh cảm nhận không có hơi thở luôn mà. Giọt lệ sau. Thôi niệm tim bắp bần. Lè lưỡi liếm phèn. Ông này cũng lên đao trước ông này. Đó thế mày. Cái lúc win ấy mình đánh sao nó cũng win. Lúc thua nào đánh game nào nó không khó mấy ông chí à. Ê, trời ơi là trời. Kim Thư, ván sau em xin slot. Ok em, AD trận này chúng tôi là 93 930624. 930624 nha. 930624. Sao thang dữ vậy? Khóc ê ê rồi đây ông ơi. Rồi vô mấy ông chí à. Huy con gaming 930624. Tao vô gánh hay không nha đồng chí ơi. Đồng chí đánh hay, đồng chí nên đánh với những người hay.